có, vì đang có đống tiền to. Đừng suy nghĩ nhiều đau đầu, đừng suy nghĩ nhiều đau đầu, bởi những lan man sẽ làm ta chi phối. Ước mơ càng rộng thì nghị lực càng đầy. Tập trung xây dựng những thứ ta đang có, tạo ra điều mới khác biệt từ chính ta. Và ta nói là tiền từ ước muốn phát đến khác bến với tiền từ công sức mày làm ra. Tiền lên và xuống, có mất thì ta mới có làm ra. Lúc có nhiều thì chẳng cần quan tâm, lúc chỉ còn vài xu dính túi mày cũng thấy an tâm. Nên cứ bước tiếp cho trên đời có bức ép, lấy hết sức rồi phi thật nhanh, phi tới tương lai như là phantom. Ê, mấy thằng bạn không quan tâm khi mà tiền còn thiếu, chưa cần thiết phải lo tới những khoản nợ còn thiếu. Vì nó sống còn tâm và còn hiểu, nên nhiều lần vấp ngã không làm nó dần yếu. Với cuộc đời như một cuộc chơi, nếu mà không biết cách thì sẽ không bao giờ tới nơi. Và tao tin vào bản thân từ cái lúc tao mới chơi, cho nên tao cứ bước hiên ngang bước tới khi nào mà tới nơi. Cái đáp án chăm chỉ làm việc all day, thứ tao có không trong đây, thứ tao có đang trong tay, nên khi sống được mong may. Keep it real and go hard, chỉ vậy đời không âu lo. Yêu người yêu sự tự do, lời ta viết cục từ đó. Ta phải sống lạc quan, đừng có mà trông ngóng khi mà đứng lại đề bàn. Ta phải sống cho đáng, để số này mà có nhìn, không muốn tiếp về hề than. Thời gian không cho ai mà tao sống, cho bản thân mình không lo phạm sai. Vì tao biết vẫn còn có ngày mai, con đường vẫn còn dài. Khi mà tao vẫn đang còn sống thì những cái dream, pick up, be alright. Thì có những cái